trưa 2 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến hai người bị yêu quý nhập viện cấp cứu giúp ở khu vực. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, hai cô gái khoảng 25 tuổi, cự cãi lớn tiếng ở trước quán cà phê góc đường số 3 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa Bờ, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Một lúc sau, cả hai cô gái xông vào tấn công nhau. Góc đường nơi xảy ra vụ án. Lúc này, một nhóm thanh niên đi ngang nên tìm cách can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người ở gần hiện trường. Sau đó, hai nhóm dùng hung ác khí, gạt đá đuổi tấn công nhau trên đường. Trong lúc hỗn chiến hai người bị chém trọng yêu quý, hai xe máy cũng bị đốt cháy. Hai chiếc xe máy bị đốt cháy hoàn toàn. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, điều tra làm rõ vụ án.